Nếu anh có yêu nói đi là gì? Chị Mập thân chào tất cả các em. Như hôm bữa chị Mập hứa là chị Mập khi nào rảnh thì chị Mập sẽ quay một clip nói về những cái whisky để review những cái whisky cho các bạn xem cái chất liệu cũng như cái độ chậm tăng của nó. Thì hôm nay chị Mập thật là rảnh rồi đây, thì bây giờ chị Mập sẽ quay một clip này nói giới thiệu về toàn là whisky từ 15.000 trở xuống nha. Rồi, từ đầu thì chúng ta sẽ có mẫu này. Đây là một mẫu bánh su. Nhưng mà chị Mập hơi thắc mắc là tại sao cái bé này nó lại có mà những cái bé này nó lại không. Tiểu nhỉ. Đây là bánh su size to nha. Size to. Đối với cái hồi trước ấy, chị Mập cũng bán cái bánh su như vậy, nhưng mà nó nhỏ hơn một chút xíu. Thì nó là loại cái loại bánh gối màu vàng ấy. Cái này nó cũng kiểu dạng cái bánh cái này chúng ta sẽ gọi là bánh bông lan lướng nhỉ. Nhưng mà ở ngoài thì khi mà chị Mập đi mua thì nó hay gọi là cái bánh su kem. Ở trong đấy nó có kem ấy. Thì cái bánh này có giá là 15.000 nha các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Tiếp theo thì cái bánh này cũng có giá 15.000 luôn. Đó là bánh cái này cũng có thể gọi là su kem, hoặc là gọi là bánh hành, hoặc là gọi là bánh bánh Hamanaki. Cái bánh này đúng ra thì khi mà chúng ta mua, khi mà chị Mập mua ở trên web thì cái tên của nó là bánh Hamanaki. Thì em này cũng có giá là 15.000 nha. Em này rất là chậm tăng, mềm và thơm vị sữa bò nha. Rồi chúng ta qua mẫu khác nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái mẫu bàn chân người. Không phải là bàn chân cún. Cái này là bàn chân người mà nhím, không phải bàn chân cún. Cái này là bàn chân baby. Bàn chân này thì có giá 15.000. Cái này cũng tùy cái, có cái nó rất là mềm, có cái thì nó hơi cứng, nhưng mà cái loại cứng quá thì chị Mập sẽ bỏ ra để phối vào combo, chứ chị Mập sẽ không có bán ở trong cái cứng quá như thế này nha. Thì em này có giá là 15.000. Rồi, lát nữa chị Mập sẽ nói về quy cắt xỉ của mini bên chị Mập ha. Tiếp theo là cái mẫu bánh bao hành này. Bánh bao hành hoặc là gọi là bánh bao gì đó. Mà gọi là cái gì ấy, nhiều khi các bạn, có nhiều bạn gọi cái tên gì ấy, chị quên rồi, chị mắc cười cái tên này lắm. Gọi là bánh gì ấy, quên mất tiêu rồi. Thì em này cũng có giá là 15.000 nhá. Chị Mập sẽ giới thiệu cái 15.000 trước và cái 10.000 chị Mập sẽ giới thiệu sau. Đây là một em bánh bánh bao. Có giá là 15.000 thì cái này có móc khóa sắt. Cái móc khóa sắt và cái móc khóa bằng gì? Bằng dây dù, nó không ảnh hưởng gì nhá. Ngày xưa là cái whisky người ta có nhiều công ty họ sẽ làm bằng cái móc khóa sắt, chứ không phải là móc khóa sắt là hàng tốt và móc khóa kia là hàng thường đâu nhá. Nó đều là một loại hàng. Quan trọng là cái người bán họ sẽ lấy cái giá hàng, họ sẽ lấy cái mẫu hàng đó ở cái giá nào nhá. Tại vì là hàng này nó cũng trăm ngàn loại hàng lắm. Có nhiều loại hàng có mẫu y chang như vậy nhưng mà cái hàng của nó thì không được chất lượng hơn, hoặc là cái mẫu y chang như vậy thì cái hàng siêu chất lượng nhá. Rồi chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Mẫu tiếp theo chúng ta sẽ đến là mẫu khoai tây. Mẫu khoai tây thì nó có hai loại, hồi trước chị Mập chỉ về có một loại màu này như thế này thôi. Đợt này thì chị Mập về thêm cái loại này nữa. Thì cái loại này là loại sọc, và loại này như này thì bên chị Mập cũng sẽ lấy ngẫu nhiên thôi, họ cũng phát một loại như thế thì chị Mập sẽ lấy ngẫu nhiên. Thì cái này có giá là 15.000 nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái cây kem sứa như thế này. Cây kem sứa này có chiều dài là 10 xăng và có giá là 15.000 luôn. Rất là xinh, nó giống, nó mô phỏng y như là cái cây kem to 20 mấy xăng ấy, nhưng mà nhìn xinh chưa, rất là dễ thương luôn nhá. Cái này thì chị Mập không có thấy có mùi thơm mấy. Thường thường đa số mini thì nó cũng, nói chung là cũng ít mùi thơm lắm. Tại vì là cái giá thành tương đối nó rẻ, cho nên là cũng ít mùi thơm nhé. Cái này có giá là 15.000 luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái bình sữa mini như thế này. Một cái hộp sữa mini như thế này. Đợt trước thì chị Mập nhập về nó, đa số là nhiều mẫu nó cứng lắm. Nhiều hộp nó cứng lắm. Đợt này thì chị Mập nhập về thì nó mềm. Nó mềm nhưng mà nó lại không siêu chậm tăng nhá. Nó chỉ là chậm tăng vừa phải thôi. Nó rất là mềm ha. Thì cái này cũng có giá là 15.000 nhá. Cùng cái mẫu 15.000 và cùng trong một cái link hàng chị đăng ở trên Facebook, trên Shopee luôn. Thì cái em này là em bắp. Hồi trước nó có bắp sập sọc ấy, chị thấy bắp sập sọc đẹp hơn nhỉ. Mà chị mua làm sao mà họ không có phát cái bắp đó, mà là họ lại phát cái bắp này. Chị không có thích bắp này mấy. Đây là khoai tây. Thì khi mua thì bên chị Mập sẽ gọi nó là khoai xù. Tại vì là cái, chị nhìn thấy cái đầu nó xù xù ấy, cho nên nó dễ phát hiện hơn. Tại vì cái này, ví dụ như cái này này, cái này nó cũng là khoai tây. Nhưng mà khi mà nói khoai tây thì bị chị Mập sẽ không hình dung được. Cái này các bạn cứ gọi nó là khoai xù nhá. Thì chị Mập sẽ phát hiện được là nó là mẫu nào ha. Thì cái này đồng giá lại đều là 15.000 luôn nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đó là mẫu nấm mèo.
Nấm mèo này cũng có giá là 15.000 luôn. Thì thường là những cái trắng trắng là bên chị Mập về là bên chị Mập sẽ cho vào cái bao ly lông này nếu như mà cái bọc nó nhỏ. Còn cái bọc nó có thể bao phủ hết được thì chị Mập sẽ không thay nhá. Đó, thì em này có giá là 15.000 luôn nha. Nó có những cái biểu cảm khác nhau. Khi mua thì có thể là chúng ta sẽ không được chọn biểu cảm đâu. Chị Mập sẽ lấy đại thôi. Tại vì chọn biểu cảm thì rất là cực nhá. Rồi, chúng ta qua mẫu khác nha. Rồi, kế tiếp là cũng là những cái giá mà 15.000. Thì ở dưới đây chúng ta sẽ có đào, cây mốc quế và chuối. Tất cả ở Wixi khi mà mua lẻ ở bên chị Mập ấy, ship đi tất cả đều có bao bì và cái móc khóa nhá. Cái móc khóa thì hầu như là shop nào cũng có rồi. Còn bao bì ấy, thì bên chị Mập sẽ cho kèm theo bao bì cho Wixi nhá. Đây là em chuối rất là mềm. Em chuối là mềm và nó cũng thơm mùi chuối. Chị Mập nghe cái mùi giống như mùi nhựa chuối ấy. Rồi đây là một em đào. Em đào này thì chị Mập nghe mùi bắn. Rồi đây là một em kem ốc quế. Em kem ốc quế này thì rất là mềm và siêu chậm tăng luôn. Thì tất cả trong cái ba cái mẫu này, kem ốc quế, đào và chuối đều có giá là 15.000 luôn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ba mẫu 15.000, đó là một em vịt vàng, em vịt sắc ly vàng và một và em rùa và chén cơm mini. Thì chén cơm mini như đợt trước chị Mập có bán thì chén cơm mini là đợt trước là nó sẽ có cái móc khóa sắt, nhưng mà đợt này thì không còn khóa móc khóa sắt nữa. Nhưng mà thật sự là chị Mập không có thích cái móc khóa sắt, tại vì móc khóa sắt nếu mà để trong chung trong cái này ấy thì nó hay bị oxy hóa ra wixi lắm, cho nên là họ đã không còn sử dụng cái móc khóa sắt nữa. Thì em này có giá là 15.000, rất là xinh nhá, rất là xinh. Những cái hạt cơm này của họ ấy, những hạt cơm họ làm giống như kìa, đấy y chang hạt cơm thật luôn ấy, giống nhở. Thì có giá là 15.000 nha. Rồi chúng ta sẽ review tới em rùa. Em rùa này cũng có giá là 15.000, nó rất là mềm và chậm tăng. Bên chị Mập có cái loại, một cái loại khác nữa thì nó cứng hơn một chút xíu, thì những cái đó thì chị lại để vào combo hơn. Rồi đây là em vịt sắc ly vàng. Hồi trước ấy là chị Mập mua cái em này, nó là em to, nhưng mà sau đợt này họ lại phát em nhỏ đó chị, cho nên là chị sẽ bán cái giá này là 15.000 một em nha. Còn cái em to kia thì không về lại. Rồi chúng ta qua mẫu khác ha. Rồi cái mẫu cuối cùng ở trong cái dàn 15.000, nó là cái bánh nướng, cái bánh bánh mì nướng như thế này. Thì cái bánh mì nướng này ấy thì chị Mập không thấy nó mềm. Nó mềm, chị Mập không thấy nó chậm tăng. Nó mềm thì có mềm nhưng mà nó không chậm tăng. Tuy nhiên thì nó lại to. Đây là một cái bánh mì nhỏ này. Một cái bánh mì nhỏ mà chị Mập bán 10.000 này. Và cái độ dày của nó này, nó to hơn và nó dày hơn. Tuy nhiên thì nó lại không mềm. Mà chắc cái này bán vào 10.000 luôn đi. Có giá là 10.000 nhá. Chị Mập sẽ bán có giá là 10.000. Tại vì bán vừa 15.000 thì nó không có chậm tăng mấy, sẽ không hết được. Chị Mập sẽ bán hết cái này và chị Mập không nhập lại nữa. Tại vì là cái, nói chung là nó cũng cái biểu cảm của nó cũng xinh, nó cũng dễ thương. Thì cái này khi mà chúng ta làm móc khóa cặp thì có vẻ như là ok hơn. Những cái này thì chúng ta làm móc khóa cặp thì nó mềm thì nó dễ bị rách. Còn này thì nó không chậm tăng. Nó mềm nhưng mà không chậm tăng nhé, có giá là 10.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua mẫu khác nha. Rồi cái mẫu này mới là cái mẫu cuối cùng của cái dàn 15.000 đây, đó là đậu. Đó là đậu mà sao họ phát được chị Mập có một màu à. Có một màu, lần trước cũng một màu mà lần này đưa về cũng một màu. Thì em này có giá là 15.000 nha. Chúng ta sẽ qua cái mẫu 10.000. Thì 10.000 là chị Mập có cái bánh nhân đậu xanh. Cái bánh nhân đậu xanh này ấy, không hiểu làm sao mà cái một loại to và loại nhỏ đều có giá bằng nhau. Thì chị mua bằng nhau thì chị Mập cũng sẽ bán bằng nhau. Thường thì loại to hơn. Thì hồi đợt trước hình như là chị Mập sẽ có bán giá là 15.000. Nhưng mà đợt này chị Mập mua thì chắc có thể là họ phát lộn chăng. Cho nên là hai cái đều có giá bằng nhau thì chị Mập đều bán có giá là 10.000. Cái loại to và loại nhỏ nhá. Các bạn nào mua to cũng 10.000 và nhỏ cũng 10.000 luôn ha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến cái bánh mì vuông, à bánh mì hình chữ nhật và một bánh kẹp hình kitty như thế này. Đó, à chị Mập cũng nói luôn, ví dụ như mà những cái em như thế này ấy, thì nó hay bị oxy hóa, cái này thì rất có thể là bị đọng màu. Thì nó hay bị oxy hóa đằng sau nó màu xanh 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 như thế này này. Đó là do móc khóa sắt, chúng ta có thể chùi sơ đi thì nó vẫn hết nhá. À, tuy nhiên thì móc khóa sắt thì chúng ta nhìn nó rất là chắc chắn nhưng mà nó rất là dễ bị oxy hóa ra, nên là chị Mập cũng ít khi là thích nhập cái loại móc khóa sắt. Rồi đây chúng ta sẽ có giá là 10.000 luôn nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái màn thầu như thế này. Thì màn thầu nó có vô vàn những cái màn thầu. Nó chỉ là một cái màn thầu tròn nhưng mà người ta lại biến hóa ra những cái mà hình thù khác nhau. Ví dụ như những cái em này cũng màn thầu mà họ sẽ dán cái icon lên, cho nên là chúng ta nhìn thấy nó là màn thầu panda. Còn đây nó là một cái bánh dứa nhá. Nó có những cái đường cắt như thế này, là bánh dứa. Thì em này đều có đồng giá là 10.000 hết nhá các bạn nhá. Đồng giá hết là 10.000 và mua thì đều có kèm bao bì và Wixi. Ok, Wixi thì tất nhiên là phải kèm thôi, khi mua là phải kèm thôi. Tất cả đều kèm bao bì và dây móc khóa nha.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái bánh nướng và trứng mini. Trứng mini như thế này, bên chị Mập bán có giá là 10.000 nha. Cái này thì rất là chậm tăng, siêu chậm tăng luôn ấy. Và em này là em bánh nướng, em bánh nướng có giá là 10.000 luôn. Đó, rất là xinh, biểu cảm hết sức dễ thương luôn. Ơ sao trùng hợp nhờ, cầm hai em lên đều được cười. Có nghĩa là chị Mập chị Mập cũng đang cười trong lúc này luôn này, nhìn chúng nó rất là buồn cười. Rồi chúng ta sẽ qua mẫu khác ha. Nói đến những cái màu bánh mì truyền thống thì chúng ta sẽ có những cái em này. À, đây là bánh dứa mì. Hồi nãy cái bánh dứa kia, bánh dứa này ấy, thì khi mà chúng ta mua thì chị Mập sẽ phân biệt được đó là cái bánh dứa màu. Còn đây là bánh dứa mì, hoặc là chúng ta có thể gọi là bánh dứa icon. Có nghĩa là nó sẽ in cái icon trên đây thì chị Mập sẽ lấy theo đúng như vậy. Còn đây là cái bánh dứa màu nhá. Thì cái này, cái bánh dứa mì truyền thống, bánh dứa truyền thống này ấy, màu truyền thống này chị Mập thấy nó siêu chậm tăng hơn cái bánh dứa mì, bánh dứa icon kia nhá. Rồi cái này cũng có giá là 10.000 và đây là một ổ bánh mì mini rất là xinh. Đó. Không biết là bây giờ ở những chỗ khác họ có bán những cái ổ bánh mì xíu xíu như thế này không. Hồi đợt mới đây cách đây tuần ấy thì trong xóm chị Mập họ có vào, họ bán cái bánh mì như thế này này. Họ đi bán rong mà. Bây giờ nó không có được ngồi chỗ mấy ấy, kiểu giống như là COVID ấy, bị những cái hàng quán đa số là bị khóa cửa, đa số là bị đóng cửa thì hơn tuần nay ấy. Họ vào họ bán cái bánh mì như thế này và các bạn nhỏ xíu như vậy này, xong họ quét một lớp đường ở trên, trời ăn nó sướng ơi là sướng. Giờ nhìn cái bánh mì này thèm ơi là thèm nhá. Xinh chưa? Đó, cái này thì chị Mập cũng bán có giá là 10.000. Và đây, đây là một cái sừng bò. Bánh sừng bò hoặc bánh sừng trâu gì đó. Thì cái em này nó cũng là cái màu bánh mì truyền thống luôn, nó có giá là 10.000 luôn nha các bạn nhé. Đó. Nhìn xinh nhỉ. Lối tiếp những em 10.000 thì chúng ta sẽ có một em nấm, một em chân cún và một em đậu mini. Đậu mini này, đậu này gọi là đậu siêu mini luôn. À, chiều dài của em chỉ là có 5 xăng thôi. Trông rất là xinh luôn, nó có rất là nhiều màu. Thì khi mua nếu như chúng ta chọn màu mà bên chị Mập còn màu ấy thì bên chị Mập sẽ lấy đúng. Còn không chọn màu thì chắc chắn là chị Mập sẽ lấy ngẫu nhiên nhé. Tại vì là biện minh cho cái lười ấy mà. Mỗi lần mà lựa hàng mà chọn màu thì nó hơi cực một chút xíu. Đây, đó, có giá là 10.000 nha. Tiếp nối cho 10.000, chúng ta lại có cái em bánh gối như thế này. Đây là một em bánh gối màu. Cái em bánh gối màu truyền thống ấy, thì bên chị Mập đã hết rồi. Đặt nhưng mà họ vẫn không về cho chị Mập. Rồi đây là một em donut được vẽ những cái màu, những cái sốt vani, sô-cô-la khác nhau ha. Rồi đây là một em panda, một em đa 4 xăng, có giá là 10.000. Em panda 7 xăng bên chị Mập hết rồi nha. Có giá là 10.000. Rồi rất là xinh đúng không? Bánh gối này, bánh gối thì móc khóa sắt. Chán lắm, không thích móc khóa sắt. Đây, đó có giá là 10.000 các bạn nha. Rồi chúng ta qua mẫu khác ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái mẫu này. Cái mẫu này là mẫu panda. Panda có tai. Nó cũng thuộc dạng là 4 xăng, 5 xăng. Nhưng mà nếu mà gọi panda không thì bên chị Mập sẽ không nhớ được để mà lấy đúng màu, đúng mẫu. Đây là panda có tai ha. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cái màn thầu biểu tượng là những cái Noel. Tuy rằng Noel chưa có tới nhưng mà họ cũng vẫn làm, vẫn sản xuất, cho nên chị Mập thấy nó xinh xinh thì chị Mập vẫn nhập về thôi. Rồi tiếp theo đây là một em bánh dày. Bánh dày hoặc bánh dày gì đó, siêu chậm tăng và mềm. Siêu chậm tăng và mềm luôn, các bạn thấy không? Đó, thì tất cả những em này đều có giá là 15. Ơ nhầm, có giá là 10.000 nha. Rồi cuối cùng ở trong ngày hôm nay đó là cái em, đó là những cái mẫu Galaxy. Thì chị Mập cứ bóc đại 4 em lên thôi. Nó sẽ không có theo mẫu, nó chúng ta sẽ lấy ngẫu nhiên. Có nghĩa là cái này là ở trong cái combo 20 cái. Trong combo 20 cái đó có giá là 200.000. Khi mà chúng ta mua 3 combo sẽ có cái giá là 160 một combo nha. Thì đây, nó rất là mềm. Nó rất là mềm luôn. Tuy nhiên thì cái combo này bên chị Mập sẽ phải lựa lại. Rồi, chị Mập sẽ khoe cái hàng lỗi của bên chị Mập. Bạn nào muốn mua thì chị Mập bán ha. Đây là một phút tâm sự to nhỏ với các bạn. Đây, khi mà chị Mập mua hàng ở bên kia về thì thật sự là chúng ta sẽ không được kiểm. Khi mà chị Mập thực sự chị Mập mua từ bên kia về là không được kiểm. Tiền thì sẽ phải trả 100% cho người ta trước hết rồi. Khi mà mang về gặp những cái trường hợp như thế này thì ai là người chịu đây? Người mua là người chịu chứ người bán họ không có chịu cho đâu. Cho nên là mua ở bên kia hàng chị Mập mua thật sự về rất là rủi ro. Nó rất là có nhiều sự rủi ro. Ví dụ như những cái này hư rất là nhiều. Hư rất là nhiều luôn. Khi mà khui ra để kiểm tra hoàn toàn là nó bị dính những cái icon như thế này này. Hoặc là nó bị dơ nhé các bạn nhé. Đây, ví dụ như nó bị dơ như thế này thì chị Mập cũng không thể nào bán cho các bạn được. Cái này chị Mập cũng có thể là sẽ thêm vào trong combo là coi như là thêm thôi. Chứ những cái này thì cũng không thể bỏ ra để mà bán. Nó rất là dơ.
Rồi những cái này lỗ như thế này. Đây. Đó các bạn thấy không? Lỗ như thế này thì làm sao mà có thể bán được? Thì cái này chỉ là cho hoặc là vứt đi thôi, chứ không có bao giờ mà bán được những cái như này. Cái này gọi như nếu mà bán thì là để kèm vào trong cái combo, gọi như là vừa bán vừa cho luôn ấy. Tại vì một cái combo thường thường là chị Mập sẽ bán hàng lỗi. Hàng lỗi chỉ có dơ và đắt nhẹ thôi, chứ không bao giờ mà dạng như mà nếu mà như thế này thì chị Mập cũng không cho vào hàng lỗi để bán. Nó đã rắt rồi thì chị Mập đã không rắt nhiều rồi thì chị Mập sẽ không cho vào hàng lỗi để bán luôn nhé. Đó, thì thật sự là chị Mập nhập ở bên kia có những cái món hàng rất là rẻ. Ví dụ như mà những cái mini này chị Mập chỉ nhập về là có giá là 4 đến 5 ngàn một cái thôi. Nhưng mà về đây chưa tính phí. Khi mà về đây rồi chúng ta kiểm ra những hàng lỗi như thế này thì họ đâu có trừ tiền cho mình đâu. Mình phải là người chịu. Mình phải là người chịu. Cho nên khi mà chị Mập bán lẻ những cái mẫu này có giá là 10.000, và khi mà chị Mập xỉ ấy, thì chỉ có giá là 6.000 nếu như chúng ta mua 10 bé. Khi mà chúng ta mua 10 bé loại 10.000, có nghĩa là một mẫu này chúng ta sẽ mua 10 bé và kèm thêm là 4 mẫu khác, có nghĩa là 50 cái. Chúng ta sẽ còn lại là 6.000 một cái đối với cái loại 10.000 và 9.000 một cái đối với cái loại 15.000. Thì hôm vừa rồi ấy, chị Mập có xỉ cho một số bạn chỉ giảm 30% là do các bạn lấy một mẫu có 3 cái. Một mẫu 3 cái và trên 5 mẫu thì chị Mập sẽ giảm là 30%. Còn khi chúng ta lấy một mẫu mà 10 cái và trên 5 mẫu thì lúc đó chúng ta sẽ giảm 15.000, còn 9.000 và 10.000 sẽ còn 6.000. Và đợt vừa rồi chị Mập xỉ có giá tương đối cao hơn một chút là do thời gian đó là cái phí vận chuyển nó tăng lên. Nhưng bây giờ thì Việt Nam mình cũng như là những cái đường vận chuyển thì nó cũng có vẻ như là nó ổn ổn rồi. Thì giá của nó đã được xuống lại rồi nhá. Thì bên chị Mập sẽ xỉ lại như giá cũ bình thường là một mẫu này loại 10.000. Các bạn mua 10 cái sẽ có giá là 6.000 với một điều kiện là các bạn mua 5 mẫu. Và cái loại 15.000 sẽ có giá là 9.000 khi các bạn mua 10.000 một cái, khi các bạn mua 10 cái với điều kiện là mua 5 mẫu có giá là 9.000 đối với 15.000 và có giá là 6.000 đối với 10.000 nha. Rồi đây là những cái hàng lỗi, rất là hàng lỗi nhiều. Các bạn nào muốn phục hồi Gixi thì liên hệ chị Mập sẽ bán hàng lỗi cho rất là nhiều hàng lỗi nhé. Bên chị Mập nhiều hàng lỗi lắm. Tại vì bên chị Mập nhập số lượng rất là nhiều cho nên là về hàng lỗi rất là nhiều luôn. Rồi video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn nha.